À, quan trọng vẫn là thần thái, quan trọng vẫn là chạy sky. Phải không? Ăn đàng hoàng mới cho coi. Phải không mà mẹ phải hát vậy phải không? Phải phải quan trọng vẫn là thần thái, quan trọng vẫn là chạy sky. Đó, con nói là bây giờ nó leo lên bàn rồi, cô chú ơi. Nè chơi. Mẹ mở nhạc lớn lớn lên cho con nha. Ngon không? Muốn miếng nước không? Miếng nước không? Chị xin ở nhà cứ ấy ấy đưa cho nước nước nó uống nhiều nhiều giùm con cái. Uống hẳn luôn là không cho uống được hẳn luôn. Không, mình phải lâu lâu mình cho nó ăn vài muỗng cơm xong mình hỏi nó chứ. Đơn. Không, mình hỏi nó trước đi. Đợi nó đồ là nó quá khác rồi. Ui, hay phải á. Con mà cho ăn 2-3 muỗng rồi con hỏi uống nước liền. Tại vì con nghĩ tâm lý của con ăn xong 2-3 muỗng cũng khác chứ. Cả anh cậu lắm. Biết. Có người nói ăn vừa uống không tốt, nhưng mà giờ cái tật mình vậy rồi giờ biết sao. Chính quen đấy con. Hồi nào ăn xong rồi đi. Còn có ai đợi vậy không? Có ai đợi mạng vậy không? Hả? Tôi lên bàn nằm y như nằm trên giường chơi vậy đó, có ai đợi vậy không? Ngồi dậy, bước xuống. Chạy đi. Kìa, Lucky kìa, bước xuống kêu Lucky mở cửa cho Lucky đi ra kìa, lại lên. Thôi coi để cho chạy làm gì xin. Đó nổi, nó kéo cửa ngoài nó nổi á. Trời ơi coi nói kìa. Thôi, nằm đi xa xa một chút. Trời ơi, dạo này dữ chưa? Dạo này chơi là lên bàn là đi coi iPad luôn rồi. Con đang ăn mà sao con nằm cái kiểu đó chay? Ngồi dậy đàng hoàng. Không, không cho nó ngồi đàng hoàng thì mới ăn uống chứ ăn uống cái kiểu gì lạ lùng. Nằm lên. Gì xin bác lôi đó mình con với con ngồi, con ngầm máy quay sao con lôi được. Ngồi đàng hoàng chứ. Ăn uống kiểu gì lạ lùng vậy? Trời ơi, có con này bữa nay nó mê iPad dữ lắm rồi nè. Thôi, nghỉ khỏe đi, không cho coi nữa. Ô mẹ. Mà, ô mẹ, ô mẹ. Hả? Làm sao? Mà sao dạo này nghiện iPad dữ vậy? Hả? Không có iPad là sống nổi hả? Hả? Không có iPad là chống nổi hả? Chống chống nhẫn cái bùi trăng này nè. Chống cái trời ra cái chống cái bùi trăng này chụp cây á. Quan trọng vẫn là thần thái, quan trọng vẫn là chase sky. Khi mình yêu là con gái. Ồ, hôm mày miếng rồi. Nè, cái bài đó hay không? Tốt hơn là mình biết thần thái nằm đâu. Tốt hơn là mình biết thần thái nằm sâu. Đúng rồi. Dạ. Bây xin nào, đi lại bây xin đây. Bởi vậy mà khi mà nó té đó là con không có ấy gì nhiều hết đó. Tại vì á hồi đó nó té con cũng hay làm quá dữ lắm. Nhưng mà bây giờ té là phải để tự cho nó đứng lên. Việt Nam bây giờ là nạt nô con em đi lại chịu em á. Thấy chưa? Con nói không coi iPad là cũng bình yên thôi. Chứ đâu có gì tự nhiên nó nhìn qua gì cái gì miếu cái làm nó miếu theo. Bởi vậy. Bởi vậy ừ đó nó đập cho một đập bây đờ á, nó đập ra một đập bây đờ á. Thôi mẹ đi làm nha, mẹ làm nha. No ơ mẹ đi. Ô mẹ đó, mẹ không cho mẹ đi làm á. Hello cô chú đi. Đồ điện gì cái máy mạch xa. Nhìn giống đồ công điện. Hả? Tốt hơn là mình biết thần thái nằm đâu. Tốt hơn là mình biết thần thái nằm sâu. Ây da. Ui da. Cơm. Ăn đi con. Ăn đi. Ngon.
mày chuông mày làm nha. Thôi đi làm rồi. Đi làm nha. Hello hả? Hôn mẹ miếng đi mày không đi. Hôn mẹ miếng đi mày không đi. Trời ơi. Cái ghê quá ở dơ mày. Dạ Lucky sao sai? What is this? Is this what you oohing about? Chụp rồi làm gì? Yeah, get microwave. Remove from wrapper and place on hand. Microwave high for 50 seconds. Let it stand in one microwave. Aww. We're gonna get you some, okay? Give me 1 second. Let me cook it for you, okay? Please, con nói đi, please. Con nói please đi. Oh, thank you for smacking me. Con nói, trời, con nói please. Cái gì có cái hộp cơm đâu không nhả ra nhả vô hoài vậy? You want one? Say please. No please đi, please. Please đi. Không nói phải không? Không nói nghỉ ăn. Baby, from now on you have to tell her to say everything, okay? I always tell her to say everything. Mua thịt chua cho em ăn. Dạ. Mai đi, mua sữa chua. Con. Ai mượn nhìn mẹ ăn chi mà đụng cái ghế. Hả? Ai mượn nhìn mẹ ăn chi mà đụng cái ghế. I'll be having more time in the winter time. Yeah. Not now. So what do you say? What do you say? No, you don't say. Teddy, what do you say? Con ạ mẹ chưa? Mum. Ê, tự nhiên. Ạ mẹ chưa? Hả? Con tên gì? Mẹ đâu? Ờ mẹ nè hả? Con thương mẹ không? Ôi trời ơi, thương mẹ luôn á hả? Nè. Ê, nóng. Còn quá nóng á nghe. Còn nóng quá, nóng. Ừ, nóng. Nóng. Ui giời, nóng quá. Nóng nghe. Rồi cho cô chú miếng đi. Nóng nghe. Nóng á. Thấy chưa? Mẹ nói nóng mà. Why did you give it to her? It's too hot. You gotta blow on it. Blow on it. Nóng lắm. Baby. Hi, JD. Hi, sweetheart. Sweetheart. Be nice. Rồi đó. Đừng có chọt Lucky vậy con. Con kêu đi Lucky. À chị đi em. Nói đi. Lucky. À chị đi em. Nói bị đặt lấy đũa rồi giá Lucky nó giống y như mẹ giá chay vậy hả? Hả? Phải không? Phải giống y như mẹ giá chay không? À Lucky đi con. À Lucky. Con à Lucky đi. Lucky. À đi. À Lucky. Thôi nhà với ba chơi từ sáng giờ cô chú ơi, mẹ mới đi làm. Mẹ mới làm gì? Baby can you tie her hair up again? Chơi với ba mà chơi cái đầu tóc rủ rượi luôn kìa. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời cô chú. Nên là em chơi là bây giờ đụng vô em là có thấy mùa hôn một cái đứt chịch vậy đó. Pat him. Con Jay đừng có cầm cái đũa đi con. Đừng no, con. No, don't hit him. Baby don't even give her. Ủa con lấy cái đó từ cái đưa mẹ đi, đưa mẹ cái đũa đi. Không được hả? Baby can you tie her hair up for me please? I don't do a good job. I don't do a good job. No, my mom said that it looks so cute whenever you tie it. Cột tóc lại con. Ôi ôi, cô bé Shubuku kìa cô chú. Chú ngày sinh nào giờ có con Shubuku không? Đây nè, Shubuku nè. Shubuku. Đó. Oh, JD, look at yourself. JD, look. You got the wave. Wow. No, you hit me with that. You just went like this. Không nha, không có chơi vậy nha chưa. Don't do that again, okay? Rồi, ba. Say, ba. Ba đi con.
Abba. Đó coi, cô em bé đầu buộc tóc rối. Sit Abba. Hey hey yo yo. Ăn không? Hả? Ăn mẹ cho ăn nha. Nè. À mẹ đi. Không mẹ mến. Không một mến này. I love you. Không biết nơi này, không bên bên mặt bên đây nè. Không bên đây nữa. Không không chán nữa, không biết chán, không trên chán à, không trên chán mẹ nè. Không không có tủ đâu, không trên chán mẹ. Trời ơi, kìa không trên chán nè, không mẹ đây nè, không mẹ đây nè, không mẹ đây đâu. Không không có càm nữa, không có càm miếng nữa. Không có mũi miếng nữa, cái mũi. Không có miệng. Thank you. Trời ơi, bắt nhỏ hôn ăn con miếng rồi bắt nhỏ hôn. Cảm ơn Yên Sinh. Cảm ơn. Cảm ơn. Chồng con cảm ơn dì Sinh nấu ăn. Is there something different? No. There's no like fish sauce or what? Do I gotta eat it like that? No. Huh? 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 Ăn đậu biển không? Không biết đậu biển nè. Ngon. You want some soy sauce? Come on, be nice. Oh, you can eat my salted salted octopus. Yeah, it can be balanced. Yeah, dip it in the salted sauce. No, thank you. What? How long? Không ăn thì nói dạ không. Không có lấy cái ta cái chân mà đá cái tay đồ ăn mẹ ra nghe chưa? Nghe không? Một đập cái gì không? She kicked your hand, huh? What a jerk. Ăn kem không? Ăn kem không? Là à mẹ đi. Rồi lấy mẹ gỡ kem ra nè, lại đây mẹ. Con tên gì á? Mấy tuổi rồi? Dây bữa nay được đi tàu mà còn được ăn kem đó cô chú. Wow! Cho cô chú cắn miếng cài. Đó, đó, bảy, bảy. Cho cô chú miếng nha. Rồi, ăn đi. Rồi, cầm đi. Chui, dốt. Ôi, ngon bá. Ngon bá. You bought it at Costco? No, Whole Foods. Whole Foods, yeah. Yeah, we should go 100% natural. Like the red is actually juice from cherries, the white is whatever, the blue is a blueberry. Go look them up. Baby, you didn't bring me any ice cream last night. And then this is from where? Fire. Ngon không chay? Ngon không? Lên 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 ngồi ha, lên ghế ngồi ha. Rồi lên ghế ngồi đi enjoy chứ. Lên ghế ngồi đi enjoy. Lên đi con, lên đi. Lên đi. Lên được ạ. À? Cô chú ơi, cô chú coi chay đang enjoy ice cream. ngồi kiểu giọng không? Nhìn khỏi mặt cũng giọng chứ trời. Bữa nay có cái áo, em có cái áo phao mới nhìn đó nó you forgot to eat your ice cream. Nó thoải mái hơn áo cũ rồi cô chú. À, con ngồi im đi. Ngồi kia mới ăn đây có mặt thấy không? Giọng không? Are you cold? Cold? Well, I only have a tank top on. That's why I brought this. Because I knew it would be chilly out. Because it was kind of chilly already. Trời ơi, con ngồi muốn giọng rồi chú. Chút nữa người rít chịch luôn á. Chút nữa thề nhúng con xuống sông nha. Chút nữa mày nhúng con xuống sông nha. Let me know when you get to the cone, baby.
ăn là nhìn cô chú thấy chai chai ngồi ăn là nhìn là đúng nét cuộc đời luôn thôi. Baby, be careful. We're moving. You gotta sit down while we're moving. Thôi đúng rồi. Ơi, 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 ơi. Trời ơi, vậy thôi hả? Vậy thôi hả? Đổi tướng, đổi bên. Có mặt kìa. Mặt cũng giọng nhân giọng không? Con cho con mời cô chú ăn với. Mời cô chú ăn kem với. Ngon quá. Cô chú cảm ơn chay nha. Cảm ơn. Ăn lẹ đi đổ. Coi à, coi à. You dripping, JD. Hả? Thôi kệ nó đi. Kệ đi cho nó dơ luôn đi. Rồi con tự chùi miệng con đi. Con lấy con tự chùi miệng con đi. Chùi đi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, cầm cái khăn lên tay. Cầm. Baby, sit down.